Dạ các bạn nha, mời các bạn vô xem kênh săn bắt và ẩm thực Tan Vlog. Các bạn xem kênh nhớ cho mình một cái đăng ký và một nút like nha, và một lượt chia sẻ nha các bạn, để cha con mình đi thăm gặp nữa các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, nãy giờ mưa quá mình không quay các bạn ơi. Hết mưa giờ tiếp tục quay tiếp. Hết gặp nữa các bạn ơi. Mưa quá mưa. Con cua các bạn ơi, ngon ngon. Còn một xíu luôn. Tha lại con ơi các bạn. Cặp này hai con cua bự luôn các bạn ơi. Đưa đu gạch thì thả lại bạn ơi. Con này chói được hả cha? Ừ. Cua này chắc tầm nửa ký nha các bạn. Cua này có giá lại cua gạch 400 nha các bạn. Có dịp mà cha bằng lúc bình thường đang đi mà bị mắc mưa các bạn ơi, mưa quá lớn luôn rồi. Quá mưa. Đây là cái chòi vuông tôm mình đang ăn các bạn. Đây, cái chỗ ngủ mình đây. Cái niệm đây. Cái mùng. Đây. Đây các bạn ơi. Cái chòi giữ vuông mà hiện đại cho nhà ở luôn các bạn. Đầy đủ tiện nghi. Nó chỉ có nhiều thôi đó các bạn. Ồ, thấy chưa? Mì tôm mới dự trữ nè các bạn. Quá hợp lệ. Đây thành quả của cha con mình từ nãy giờ đây. 4 con cua cái gạch son. Tiếp tục tới gặp nữa các bạn ơi. Cái gặp rồi bắt không được con nào luôn. Một con cua. Cua thì bự không á. Nói chung là không bự không á. À, cua có tới lưới đó. Chưa đủ gạch. Cua thả là cái gạch.
luôn. Có lưới đó các bạn ơi, mình thăm lưới luôn, mình kiếm mồi cho cá, bỏ tao lưới ra đây. Đây, cái thao lưới này các bạn. Cá này. Cá phi nhóc bây giờ mà. Chăn lưới này để lấy cá phi này làm mồi móc vô cái gập cho mấy con cua ăn đó các bạn. Bữa nay chỉ thị 16 nữa rồi đó các bạn ơi. Mình cứ ở nhà rồi đi ra vuông. Đi ra vuông rồi về nhà thôi chứ. Không có đi ra đâu xa được hết chứ. Trông cho mau hết dịch. Mình làm con chuyện nữa không? Đi tới đi lui, mua bán gì cho nó dễ. Mới chỉ thị 15 được 3 ngày. Rồi tiếp tục chỉ thị 16 tiếp. Mình ở đây còn đỡ. Còn mấy chú khác thì mấy tỉnh khác nó còn khó khăn hơn mình đây nữa. Món gì ngon cha? Chiên nấu chua nướng. Tùy theo khẩu vị người, người thích nướng thì nướng. Có me, có lạc chấm me. Món nào nghe cũng hấp dẫn hết chưa? Cái đó bự được không? Đây con nhỏ nhỏ nữa.